Nè, mì nè ăn đi. Anh Sậy, em đói quá rồi. Mày bắn thằng Tượng chết chắc chứ? Anh yên tâm đi, em giải quyết xong hết. Nè, ăn xong là trời tối. Mày lội bộ ra Đầu Kinh, tao có nhờ ông Nhông để sẵn một chiếc tắc rán ở đó. Ăn đi, ăn nhanh lên. Tốt quá, ăn không em đi liền. Má nữa không? Cũng thỉnh thoảng. Thôi con đừng có nhắc tới con người đó nữa. Con đi rồi ông cũng hết cớ để hành hạ má. Má, anh Lực bây giờ sao rồi má? Nó khá lắm, làm đâu thắng đó à. Ông sao vậy? Có chuyện gì vậy má? Thôi má cúp máy đây. Khi nào nhớ con má sẽ gọi. Cho má gửi lời thăm cô ba nha. Nhờ cổ mà hai má con mình mới được gặp nhau như vậy nè. Má ơi. Có chuyện gì vậy? Ông có sao không? Đám cưới điên hồn. Trời ơi, sao ông làm gì mình mãi ướt nhem vậy? Sao không chịu đi thay đồ, ngồi đây run dữ? Đám cưới điên hồn, đám cưới điên hồn, đám cưới điên hồn, đám cưới điên hồn, đám cưới điên hồn đi. Đám cưới điên hồn đi. Ông sao vậy? Ông. Đêm nay Tâm gửi đẹp quá. Sài hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Lực khỏe không? Khỏe. Dạo này Sài có hay gặp Sen không? Không. Đám cưới cô ấy tôi còn không biết nữa mà. Tới giờ phút này mà Sài vẫn không chịu nói thiệt với tôi. Có bao giờ Tâm gửi cho Sài cơ hội đâu. Bây giờ không còn thời gian nữa, nên Sài không muốn dòng dài làm gì. Có chuyện gì Sài cứ nói thẳng ra đi. Hầu như lúc nào Sài cũng mơ về một gia đình, một người vợ khó tính nhưng dễ thương như Tầm gửi, một đàn con khỏe mạnh lanh lợi. Sậy có biết tại sao tôi không yêu Sậy không? Biết. Bởi vì Tâm gửi yêu Lực. Đó chỉ là một phần thôi. Vậy còn lại là gì? Vì Sậy có tính ích kỷ, tham lam. Hồi còn đi học, Sậy là đứa học giỏi nhất trong 4 đứa. Đôi khi Sậy có cảm giác bị hất hủi. Lực thì mồ côi, ước gì Sậy cũng được như Lực, để có được một chút gì ưu tiên. Lúc nhỏ có làm gì cũng không bị chê trách. Tại sao lúc trưởng thành Sậy không chịu gạn đục khơi trong? Giờ cũng chưa muộn đâu, Sậy làm lại từ đầu đi. Biết đâu ước mơ của Sậy sẽ được trở thành hiện thực. Tâm gửi, đời Sậy chưa ngoan nhiều như Tâm gửi. Cảm ơn Tâm gửi đã cho Sậy một cái hậu ngọt ngào trong dự án của tình yêu. Dạ như Sậy được nghe cô nói lời sớm hơn. Giờ thì muộn rồi. Chắc lâu lắm Sậy mới được gặp lại Tâm gửi. Sự thật biết ơn Tâm gửi. Cảm ơn Tâm gửi đã cho Sậy một chút niềm tin trong thất bại. ai vậy? Là anh đây. Mở cửa nhanh. Nhanh lên. Ai vậy? Anh đây. Mở cửa. Tiền đâu? Trong vali á. Gồm được bao nhiêu? 10.000 đô với 17 cây. Sao ít vậy? Em đâu có biết. Thì có bao nhiêu em gom hết rồi đó. Trời ơi. Alo. Alo. Anh Vũ hả? Mày gọi tao có chuyện gì? Thằng Sáu bị bắt rồi. Thằng Mánh, thằng Tẩn á thì chạy thoát. Hiện giờ tụi nó đang bị truy nã, nhưng nó trốn sang được Campuchia. Kệ tụi nó đi. Đồ mấy thằng ăn hại. Chuyến vừa rồi chưa khởi hành đã bị ốp. Cũng may. Mới khởi hành đi lấy hàng thì bị ốp. Như vậy còn nhẹ. Chứ lấy hàng rồi mà bị ốp là tội nặng lắm đó anh. Mày nói gì vậy? Ta không hiểu. Anh tưởng anh làm gì thì tụi tôi không biết à? Thằng Sáu nó bị bắt, nó cài hết rồi. Cái tội buôn lậu thì nhẹ, còn cái tội buôn ma túy á nặng lắm đó. Mày đang đâu vậy? Tôi đang trốn. Anh cũng chuẩn bị đi là vừa. Tội này mà nếu bắt được là tử hình đó. Tôi không dạy gì ở đây. Vài bữa nữa tôi sẽ trốn sang Campuchia. Nếu mà anh thu xếp được á thì cứ điện thoại cho tôi. Xe, về đi em. Nhanh lên, gom hết đồ đạc vô. Bao quý khách vừa gọi hiện không liên. Má ơi. Nhanh lên em ơi. Đi đâu vậy? Đừng có hỏi nữa, nhanh lên đi. Đi. Khuya rồi còn đi đâu vậy cậu Vũ? Đừng có hỏi nữa, đóng cửa đi. Đi đâu vậy cô Sen? Em cũng không biết nữa. Alo, dì Súng hả? Tôi đây. Không biết cậu Vũ dẫn cô Sen đi đâu mà giờ này y như là chị trốn vậy. Vì tờ sớm bảy trên Kéo lên. Đó, kéo lên. Đấy là hộp. Rồi, coi chừng đụng đầu. Rồi đi ra luôn. Nhìn mẹ nha. Lớp. Dạ. Lát nữa con qua văn phòng của chú Bách lấy tiền cá về cất ở trong tủ cho má. Xong rồi con ở nhà coi nhà. Má với thằng Hai Đờn đi đám giỗ. Dạ. Rồi chừng nào con rảnh á, con nhớ kết sổ cho má nghe. Coi đợt này á má con mình lời được nhiêu. Hôm qua con cũng có liếc sơ qua thử. Con thấy đợt này mình thu hoạch cả bè lẫn đầm á. Gia đình mình lời khoảng tỷ. Vậy hả? Vậy không? Trời đất. Dạ. Vậy là chuyến này đủ tiền cưới vợ rồi. Thôi đi. Từ đây qua Vĩnh Long xa lắm á. Dạ. À má. Ừ? Chị này má đi đám giỗ á. Rảnh rang rồi. Má cứ bển thăm bà con vài bữa đi rồi về. Không được. Má còn nhiều việc lắm. Dạ. Hay Đền. Dạ. Con vô dắt xe ra đi. Má con mình đi xe gắn máy tới thị xã. Rồi gửi xe ở nhà chú Bách á. Xong rồi mình đi xe tốc hành cho nó lẹ. Tiện. Khỏi sợ mưa nắng gì hết. Dạ. Đi. Anh Lực. Em đi nghe. Ừ. Lực, Lực. Dạ. Má con có nhà không? Dạ má con mới đi đám giỗ bên Vĩnh Long đó gì. Lực ơi, con Sen sắp có chuyện rồi. Ừ. Sao dì biết? Sen có chuyện gì? Đêm qua có người gọi điện báo cho dì biết. Vợ chồng nó hối hả đi đâu gấp lắm. Mày muốn biết á, mày hỏi thằng Sậy á. Bởi vì nó với lại thằng Vũ á là một cặp bài trùng đó. Đi đi. Còn chuyện này nữa. Hả? Ông Nhông á, lúc này ông kỳ lắm. Ông á suốt ngày giờ ở trong buồn à, không có chịu đi đâu hết á. Gì kỳ vậy? Hai dì coi nhà giùm con. Con chạy lên ủy ban gặp chú Tùng. Không được, dì phải về nhà dì tháo cái đìa. Để chiều nay ta tới ta coi cá. Hẹn với ông Bách 2-3 ngày rồi mới được đó. Dì về, thôi tôi về trước nha. Ừ, dì về. Dì coi nhà giùm con chút nha. Con về liền. Ừ. Dậy, dậy, dậy đi. Chuẩn bị đi hả anh? Ngủ hoài. Dậy đi. Đi ra ngoài kiếm cái gì ăn? Anh đói bụng quá rồi. Nhân tiền á, mua cho anh 2 bộ đồ với một cái ba lô luôn. Anh đi đi, em buồn ngủ lắm. Dậy đi. Đi lại lên. Alo. Là gì? Tao Sậy đây. Mày khỏe không? Khỏe. Có chuyện gì mày nói đại đi Sậy. Từ từ. Làm gì mà nóng dữ vậy? Bạn bè tao nói thiệt với mày. Tao biết mày còn yêu con Sen nhiều lắm đúng không? Này, tao muốn giúp mày đạt được ước nguyện. Mày với thằng Vũ dắt Sen đi đâu? Công nhận mày cũng tính tài thiệt đó. Chuyện mới đây mà mày đã biết rồi. Sen mà có mệnh hệ nào, tao không nhịn bộ mày đâu. Công nhận con Sen nó đã có chồng rồi mà mày yêu nó dữ vậy hả Lực? Thôi, tao thấy mày yêu nó nhiều quá nên tao cũng không nỡ chia cách. Bây giờ tao nói chuyện này cho mày nghe. Nhưng mày hứa với tao á là chuyện này chỉ có tao với mày biết, không có người thứ ba biết. Được, mày nói đi. Rồi ra giá luôn. Công nhận mày thông minh thiệt đó. Hèn chi lúc còn đi học tao nhớ năm nào mày cũng là học sinh tiên tiến. Giờ tao nói thẳng cho mày biết, thằng cha Vũ đang bị công an truy nã. Y lên kế hoạch sẽ trốn sang Campuchia. Tất nhiên là có Sen đi cùng rồi. Tao biết con Sen nó có sống với thằng cha Vũ ở đâu á thì suốt đời này nó vẫn nhớ tới mày. Cho nên trong cơn nguy biến này tao có thảo luận với thằng cha là trả lại con Sen cho mày đi. Giá bao nhiêu? Công nhận mày thông minh thiệt. 50.000 đô. Mắc quá phải không? Thôi, bạn bè tao bớt mày 30.000 thôi. Nếu mày chấp nhận á thì khi nào tao gọi điện mày phải mang tiền mặt ra cho tao. Địa điểm chưa biết, nhưng mà nhớ chuyện này không được nói cho bất cứ ai biết. Nếu mọi người biết được chuyện này, tao không đảm bảo được tính mạng của con Sen đâu. Mày đang suy nghĩ à? Nghe nói lúc này mày trúng cá đậm lắm phải không? 30.000 đô. Có thấm tháp gì với mày đâu. Được, tao chấp nhận. Tốt. Vậy mới gọi là bạn bè chứ. Tao sẽ gọi lại cho mày rồi thông báo địa điểm sau. Chúc mày tối nay có một giấc mơ thật đẹp. Mua trái cây đi chị. Cái này nhiêu ký vậy chị? Dạ mãng cầu 35.000 ký. Dạ. Dạ chị lựa bỏ đây nè. Dạ lấy 1 ký nha chị. Dạ của chị nè chị. Tiền nè chị. 45.000 dạ. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chị nha. Chị ơi cho hỏi chị có thấy cô gái trong hình này không chị? Dạ không thấy. Dạ cảm ơn. Không có gì. Thôi đi qua kia. Gì? Dì gọi cho Sen hả? Ừ. Mà dì gọi không được. Dì à? Ừ? Con muốn gặp Dượng. Dượng. Kìa Dượng. Dượng à. Dượng sai rồi. Con hãy cứu Dượng. Dượng sai rồi. Con hãy cứu Dượng Lực. Dượng à, hiện giờ con cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Tốt nhất á là Dượng nên báo cho công an biết đi. Ừ. Không, thằng Sậy nó sẽ giết Dượng. Không, nó ác lắm. Không, không, không. Dượng à. Sậy, đồ ăn của anh nè. Bánh mì đây. Má, uống miếng nước đi má. Trà đá đi, trà đá đi. Mua giùm em tờ giấy số đi anh. Anh trà đá đi. Giúp giùm em tờ đi anh. Mua chị ơi. Mua giùm em tờ đi anh. Bóp luộc đây, bóp luộc đây. Ai mua bóp luộc đây. Lên. Lên trời. Lên. 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 Má. Má. Má có sao không má? Má không sao. Con đuổi theo nó mau lên. Lẹ đi. Lên. 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 Lên ơi. Lên. Hãy đừng. Nó kìa. Lẹ lên. Lan. Lan ơi. Lan ơi. Lan. 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 Con đừng đi. Má xin lỗi con. Má sai rồi. Lan ơi, đừng bỏ hết mà Lan. Con về đi. Con về với má đi con. Lan. Đừng bỏ anh mà Lan. Lan ơi. Má. Má. Con ơi, má xin lỗi con. Má xin lỗi. Con đừng có giận má. Con hãy tha lỗi cho má. Con về với má đi. Con hãy cố gắng mang lại hạnh phúc cho con trai của má. Má. Là à, chạy xuống đây, xuống chạy xuống đi. Đi về con. Mình về. Đây, đây. Trời ơi. Ủa quá tài trọng, để tao vô đây tao nói. Lớn. Dạ. Lớn. Theo gì qua nhà ông Nhậu có chuyện gấp. Nhanh lên. Đi. Trời ơi. Nói với thằng Vũ tàn ác quá. Trời ơi. Ông Nhông ơi. Ông giết con Sen rồi. Ông giết con tôi rồi. Ông Nhông ơi. Trời ơi. Là lỗi tại tôi. Giờ bà không mắng chửi đến đập tôi, tôi cũng cam chịu. Gia đình nên bình tĩnh. Sậy hiện giờ đang lẫn trốn, và chúng tôi đã có kế hoạch bắt hắn. Bọn đàn em của hắn, một vài tên bị sa lưới. Và theo như lời khai thì Sậy là một trong những tay chủ mưu trong những chuyến buôn hàng quốc cấm. Có thể hiện giờ hắn đã trốn sang Campuchia. Nó chưa đi đâu. Sao con biết? Ở xứ này tụi với anh hết đất sống rồi. Mày, tao không ngờ mày đúng là thằng đáo để. Thôi mà, đừng có nóng. Muốn gì thì qua Campuchia rồi tôi với anh giải quyết với nhau. À, còn chuyện này nữa, tôi sẽ đổi số điện thoại và liên lạc với anh. Vài bữa nữa tôi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ hẹn anh ở ngã ba sông, rồi chúng ta cùng chuồng. Nhớ dắt theo con Sen nữa đó nha. Được. Bây giờ mày cho tao gặp con Sương em tao. Sương à, tôi đâu có biết cổ đang ở đâu mà cho anh gặp. Đừng giấu tao. Tao biết giờ con Sương đang ở với mày. Mày nên nhớ một điều, tiền của tao cũng khó nuốt lắm. Thiệt tình đó, là hiện giờ tôi không biết Sương ở đâu nữa. Còn tôi thì trốn chui trốn nhủi như một con chó, mang theo đàn bà để thêm vướng bận à. Còn Sương em tao mà có mệnh hệ gì, mày đừng có trách tao. Anh nói chuyện với ai vậy? Cậu uống trà. Khi nào chú đi? Hết con trăng này. Tôi vừa nhận quyết định ở trên cách đây 3 hôm. Thấm thoát mà đã gần 5 năm. Một nhiệm kỳ. Tôi sẽ nhớ nơi này nhiều lắm. Khi nghe được tin này thực sự con rất là bất ngờ. Giả như chú ở lại địa phương này thêm vài năm nữa thì hay biết mấy. Chú không quyết định được. Ở trên phân công đi đâu thì chú đi đó thôi. Nhiệm sở mới của chú bây giờ ở đâu? Một xã vùng sâu thuộc U Minh Thượng. Cảm ơn cậu đã dành nhiều tình cảm cho tôi. Nhưng mà không sao, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà. Sao nè, vụ án thằng Mánh tới đâu rồi? Đã tìm được xác của thằng Mánh, đang chờ đội khám nghiệm tử thi của huyện xuống. Chắc có lẽ ít phút nữa họ sẽ đến. Chào anh trưởng công an. Dạ em chào anh. Dạ thôi anh ở đây nói chuyện với chú, em có việc phải đi. Dạ dạ con đi chú ơi. Chú ngồi đi. Cái máy trộn thức ăn á bị hư bạc đạn, ngày mai tôi cho người tháo ra thay. Anh có rảnh á việc giùm tôi mấy cái đơn xin vay vốn. Đây tôi ghi địa chỉ cụ thể rồi đó. Rồi rảnh anh cho người xuống tìm hiểu các hộ này thêm. Tôi sẽ giải quyết liền. Uống trà. Chú Tùng, chú sắp chuyển công tác hả? Sao chuyện vậy chú không nói với con? Alo. Dì Ba hả? Dì Súng hả? Ừ. Từ bữa đó tới nay con Sen có gọi về cho chị không? Không có. Tôi cũng trong từng giờ từng ngày, mà cậu Vũ với cô Sen vẫn đặt vô âm tính vậy đó. Tội nghiệp cô Sen. Hôm trước á, cổ bưng nước cho má cậu Vũ. Không biết bà bực tức chuyện gì á mà bà bưng nguyên ly nước tạt vô mặt cô Sen. Ta nói cũng may á là nước do tôi pha, không có nóng nên cổ không có sao hết á. Trời ơi, con gái tôi. Chị, lúc này chị có thấy thằng Sậy nay lui tới nhà trở không? Lâu lắm rồi tôi không có thấy. Mà có chuyện này tôi nghi lắm nha. Chuyện gì vậy chị? Hình như mà không hình như gì hết trơn á. Chắc chắn là cậu Sậy đang cặp bồ với cô Sương nhà này á. Như vậy thì chị cho tôi gặp cô Sương liền được không? Không được. Đi đâu mất tiêu mấy bữa nay rồi. Đi đâu vậy chị? Tôi đâu có biết. Cái đêm mà cậu Vũ kéo cô Sương ra khỏi cái nhà này nè, tôi phát hiện trong phòng của cô Sương á đồ đạc ngổn ngang mà không có trỏng. Có vẻ như là đi trốn á. Vậy là xảy ra chuyện gì lớn đó phải không? Tôi cũng nghĩ vậy á. Lúc này hả nhà cậu Vũ lộn xộn lắm. Ba má cậu Vũ thì đang gặp chuyện gì đó. Ngày hôm qua hai ông bà cố gắng liên lạc với cậu Vũ và cô Sương nhưng không có được. Tôi cảm ơn chị. Bây giờ tôi không biết tìm cậu Sen ở đâu. Nếu có tin tức gì á chị báo cho tôi biết liền nghe. Tôi cũng xót ruột lắm. Chị yên tâm đi. Tôi ở đợi nhà cậu Vũ á năm nay cũng 10 mấy năm rồi, mà chưa lúc nào thấy nhà cậu Vũ lộn xộn như lúc này. Chắc ít bữa nữa tôi cũng xin nghỉ quá. Khoan đã, nếu chị thương tôi á, chị đừng có xin nghỉ. Chị ở lại thêm vài ngày nữa đi. Rồi được tin tức gì của con Sen á, chị nhắn cho tôi nghe. Nhớ đó, đừng có nghỉ nghe chị. Dạ dạ. Như vậy là chưa có tin tức gì của con Sen hết. Tôi đã nói rồi, muốn biết con Sen ở đâu á thì cứ thợp cổ thằng Sậy, khảo một trận là lòi ra liền hả? Nhưng mà bây giờ mà tìm thằng Sậy ở đâu? Cái thằng này á, chỉ có nước á là nhờ công an phát lệnh truy nã nó à. Sớm muộn gì cũng tới nước đó thôi. Tôi cũng bó tay rồi, không cách gì liên lạc được với hai đứa tụi nó ông ơi. Dạ thưa bà, sáng nay chưa đi chợ. Bữa nay khỏi đi chợ, ăn mì gói đi. Dạ mì gói ở nhà không có. Không có thì nhịn nói. Chuyện nhỏ gì mà cũng hỏi nữa. Alo Vũ hả con? Không phải. Tôi muốn nhắc cho bà nhớ, cá ăn kiến thì có ngày kiến cũng ăn cá. Mày là ai? Bà sẽ có thời gian dài ngồi gỡ lịch. Hãy suy nghĩ đi để biết tôi là ai. Mẹ mày, đừng có hù tao. Người của mẹ Năm phải không? Con mẹ Năm. Con mẹ Năm. Con mẹ Năm. Con mẹ Năm. Đây, lẩu Thái nghen. Hay. Thôi, chị bớt buồn đi. Bây giờ công an cũng đã vào cuộc rồi. Tôi nghĩ trước sau gì cũng tìm được con Sen thôi. Trời ơi, tôi chỉ sợ mấy thằng mắc dịch đó, nó đưa con Sen qua Campuchia là chết mất xác luôn ở bển chứ. Quên nữa, cái vụ Hai Đờn với Yên Lan chừng nào đám cưới đây? Trời ơi, tao nói tôi nôn quá đi á. Khó khăn lắm tôi mới tìm được con Lan. Bây giờ á, tụi nó mà quyết định ngày nào là tôi làm ngày đó đó. Đúng rồi, cứ nhanh nhanh đi cho có cháu nội ẩm bồng với người ta. Già rồi, hai chị Súng ha. Dạ, chào mấy chị. Ủa, ý, anh Tư đi đám giỗ đó hả? Dạ. Chàng ơi, đi đám giỗ mà xách theo cây đờn kiểu này chắc tôi nghĩ tới khuya mới về quá. Dạ, tôi biết hôm nay có chị Hai với cháu Lan ở đây cho nên tôi mới đem theo cây đờn chứ bộ. Vậy hả? Dạ. Nè, con ra ngoài dọn chén đem lên đi. Dạ dạ. Nè, con bưng nồi lẩu lên đi con. Dạ. Để đó, lát anh bưng cho, nóng lắm. Trời ơi, đưa cho em. Coi Hai Đờn nó cưng vợ nó chưa bay. Dạ, chưa cưới mà vợ con gì hả dì Hai? Ôi, trước sau gì tụi bé cũng cưới thôi. Nè, chị Thu định cho bay tháng nào vậy? Đợi qua tháng, lâu lắm dì Hai. Tuần sau tụi con làm đám luôn. Vậy? Tuần sau hả? Dạ. Chuẩn bị kịp không? Kịp xong kịp dì Hai. Tụi con chuẩn bị ngày này á đã mấy năm rồi đó. Dì Hai, cưới xong đẻ luôn. Chào con. Con chào chú Tư. Lâu quá con không hát, sợ hơi nó bị tù. Hát đâm hơi, cô Tám cười con chết. Bay nói làm sao chứ tao còn đâm hơn tụi bay nữa. Anh Tư, lát á tụi có đâm á anh nhớ rước tụi nghe. Chị yên tâm đi, lúc trước chị ca tôi vớt vậy không chứ đâu. Chị quên rồi hả? Đừng có nói lớn. Ôi cha, đông đủ vui quá ha. Dạ, anh dạ, ca chào con. Rồi vô đi, vô mâm đi. Không qua anh đây đi. Con đặt là muốn đây. Vô ngồi đi. Em đi mày đi không? Đi đi. Nè, em đi đây. Đi. Ra sao đi. Người ta đem đi. Lại nhảy hoài. Dạ chào bà con. Chào. Dạ. Hôm nay là ngày kỷ cơm của chị nhà. Tụi tôi có ít trái cây để cúng chị. Ôi cảm ơn. Dạ con gửi chú. Sao đũa đi con. Dạ. Con. Để sao? Dạ. Để làm cho. Chà, bữa nay Hai Đờn vui quá ta. Tuần sau con vui nữa anh. Chuyện gì? Ủa anh không biết gì hả? Không. Tuần sau đám cưới nó. Ồ vậy hả? Anh cả, xin phép anh cho tôi thắp nhang cho chị nhà. Dạ. Thưa bà con, thì hôm nay cũng cảm ơn bà con đã dành thời gian quý báu đến đây để nhân ngày kỳ cơm của vợ tôi. Thôi thì không biết nói gì hơn. Thôi mời mấy bà cầm đũa đi. Còn mấy anh cầm ly lên. Rồi, rồi. 1, 2, 3. Vô. Ăn đi. Dạ chị có dục thêm gì nữa không ạ? Không, đi. Dạ. Mời anh. Dạ mời anh chị. Anh em mình cạn ly ha. Khó khăn lắm vợ chồng tôi mới tìm được anh. Qua trao đổi điện thoại, chúng tôi muốn hợp tác với anh. Tại sao ông bà không hợp tác với ông Đức nữa, mà lại chọn đối tác mới là tôi? Nếu muốn quanh quẩn làm ăn ở trong tỉnh nhà thì cũng được, nhưng mà chúng tôi muốn mở rộng thị trường, cho nên mới sang tìm cho anh đó chứ. Vợ chồng tôi á muốn mở rộng mối quan hệ, thời buổi cạnh tranh mà anh. Qua bằng lăng thước tha qua diễm kiều qua mặn mà màu hoa tươi thắm lắm hoa ơi, cũng như câu chuyện tình ta ngát con rạch cái thia chạy về tắt cầu, con sáo qua sông con sáo đầu hiên nhà. Hay quá. Trời tháng tư em mặc áo hoa cà qua ngõ nhà anh em còn cài riêng dành non giá bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng. Anh rón rén lượm gói vào chiếc khăn cất cẩn thận trong áo vui. Đêm đêm nghe tiếng quất gọi hè, cô nhớ em anh vuốt ve cánh bằng lăng tím nở. Hai đứa thương nhau chỉ biết nhìn nhau é thèn. Anh nhát quá không dám nói với em dù chỉ một đôi lời. Lén lén nhìn em bắt gặp em cười, hàm răng trắng cắn hai hổ cua, mắt thân thờ chậm chậm ngó mây trôi. Anh nói thầm mây đẹp lắm mây ơi, mây trắng quá như tình ta trong trăng. Em bèn lén cúi đầu nín lặng, mà ưng hồng trong vành nón che nghiêng. Vỗ tay. Ôi ngọt hay quá, hay quá. Con xin hát một câu giọng cổ trong bài Chợ Mới. Hai cái chợ có hồi nào, và năm nay bao nhiêu tuổi, mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê hương. Ở nơi đó con có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra giặt áo. Ra bờ sông như hẹn lứa đôi, mang áo phơi cho anh nhìn mà tình em mong người ơi. Con nước trôi xuôi dòng sông lớn lờ, trong bờ sông như hẹn lứa đôi, mai một đêm cao trầu nhờ người sẽ duyên tình ta. Em chớ nên lo buồn, anh đã thơ cùng mẹ cha, duyên chúng ta muôn đời như nước trên dòng đầy dơi. Dạ, xin phép anh ạ. Dạ, anh cầm cái này. Dạ. Chúng tôi là cảnh sát hình sự. Tất cả mọi người đã bị bắt. Mời mọi người theo chúng tôi. Chà, giờ này chưa ngủ à? Con chào chú. Chú cũng chưa ngủ sao? Chú vừa mới đọc xong cuốn sách. Cậu tập võ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, năm con 13 tuổi. Chà, đại gì rồi? Dạ đại đen. Mấy đẳng? Dạ 2 đẳng. Phải tập cho có sức khỏe để học tập và bảo vệ an ninh tổ quốc. Dạ. Chuyện gì vậy? Có tin tức gì của con Sen chưa? Tôi biết bà hận tôi lắm. Cũng tại tôi mà con Sen mới có kết cục như ngày hôm nay. Tôi mù nên đã đưa con mình cho quỷ dữ. Con Sen mà cũng mệnh hệ gì, tôi cũng không còn mặt mũi nào sắp tới chiếc bào bán đời còn lại nữa. Chị Thu ơi, chị Thu, nhanh. Gì vậy? Trời ơi, công an á phát hiện ra thi thể của đồng bọn Sậy á ở ngoài đồng. Ghê lắm. Vậy hả? Ta nói nó trườn lên như con trâu sình vậy đó. Trời, chắc là một trong những đứa gây sự với con lúc trước á. Đáng đời. Đi xuống bếp với anh. Đi không? Đi đâu? Thì ra đồng coi. Thôi đi. Cái gì mà con nghe dì la dữ vậy dì Tám? Con nữa, hôm nay tao thấy mặt mày hình như có chuyện gì phải không con? Lực, con giấu má chuyện gì hả? Nè, đừng có làm cho má sợ nghe không? Hai Đơn à, điện thoại cho chú Tùng đến cho má. Dạ. Má, đừng, bước dây động rừng. Chị Tâm, kiếm đường Sen chưa? Chưa. Trời ơi, làm sao chị Tám biết được? Vụ này phải hỏi ông Sậy mới biết được. Nhưng mà giờ ông Sậy nó ở đâu? Ông lên công an mà hỏi. Tôi nghe đâu là người ta đang phát lệnh truy nã nó đó. Trời ơi, thằng này tiêu rồi. Đường chánh mà nó không đi, nó đi đường tà. Ông Nhông với ông Cha Sậy là một cặp bài trùng á. Bây giờ muốn biết Cha Sậy đâu hả? Hỏi ông Nhông là biết liền à. Trời ơi, bữa nay thằng này nó thông minh đột xuất ta. Nhưng mà mày có biết á, là bữa nay nghe cái tin Sậy là ông Nhông mặt không còn một hột máu không? Cái gì mà ghê dữ vậy? Anh rảnh không? Rảnh. Chở tôi lên công an xã đi. Tôi lên trển tôi báo cáo cái tình hình nhà của thằng Vũ. Được không? Được sao không được. Đó chính là thông tin để mà tìm kiếm được con Sen đó. Hình như sáng nay ông hẹn qua nhà bà Hai phải không? Chứ còn gì nữa. Im tả lại đi chứ lắp bắp gì. Mày thì cái đó là chuyện phụ thôi mà. Thôi mà, mày đặt khách sáo với tôi làm gì không biết nữa. Nhanh lên. Sao rồi? Ở trển có tin tức của ông Sen Diên Vũ không? Tiêu hết rồi. Ông bà chủ bị bắt vì thầu đề. Còn cô Sương á, đi đâu tôi không có biết. Giờ nhà trển á, bị niêm phong. Cái đêm mà cậu Vũ lôi cô Sen ra khỏi nhà là chạy trốn. Còn đi đâu, ở đâu, tới giờ này tôi cũng chưa có tin tức nữa. Tôi nghĩ á, muốn tìm được cậu Vũ với cô Sen á, thì mình phải hỏi cậu Sậy. Chào chú Tùng, hôm nay ra ruộng hả? Chào chú Tùng. Dạ, chào hai anh. Chà, lúa đang ngậm sữa như vậy mà rầy nâu rầy cám xuất hiện nhiều quá. Tối nay á, mấy anh phải dùng đèn giữ bắt lứa rầy này. Thì mấy rài tôi có nghe đài thông báo, với lại ruộng mới xịt thuốc thì ruộng làm gì có rầy nâu hả chú Tùng? Đợt phun thuốc hôm trước á, là mình diệt được lứa rầy cha mẹ. Còn bây giờ chúng xuất hiện trở lại là đám hậu duệ được nở ra từ trong trứng. Như vậy tối nay tôi không có đặt đèn để bẫy, mà chiều nay tôi phun thuốc luôn. Chà. Cũng nên hạn chế phun thuốc diệt rầy. Tôi thấy phương pháp là đặt đèn để nhử rầy nâu cũng là một phương pháp rất hiệu quả. Nè, mấy anh thấy không? Không nên bỏ đất trống như vậy. Mình phải tận dụng những mảnh đất trống như thế này để mình trồng các loại cây, các loại hoa màu như là bí, bầu, đậu bắp, đậu đũa. Ngoài chuyện cải thiện thêm bữa ăn và thu nhập, những loại hoa màu này có rất là nhiều hoa. Khi mà bông hoa nó nở sẽ mời gọi thiên địch tới, mà có thiên địch sẽ bớt sâu rầy phá hoại lúa. Còn những cái khoảng đất trống ở đằng kia đó, như cái gò đất đó, chúng ta không nên bỏ qua như vậy. Chúng ta phải trồng những loại cây lương thực ngắn ngày như là khoai lang, khoai mì, để khi nào chúng có củ, giữ các loại chuột, bọ ăn các loại củ đó mà bớt cắn phá lúa. Ngoài chuyện đó ra, khi mà chúng ta sử dụng thuốc rầy á, không nên bỏ lại bao bì hay là chai lọ ở ngoài ruộng, sẽ gây ô nhiễm môi trường. Chị có thấy con bé nó cao cao gì nè, tóc dài gì nè, rồi nó trắng trắng, chị thấy không? Tôi không biết. Làm ơn cho qua. Vậy của tôi đây ạ. Cho tôi qua cái coi. Chị có thấy con bé nó cao cao, tóc dài gì không biết chị ơi. Nó có đi ngang đây không chị? Chị có thấy nó không chị? Chú ơi, chú có thấy con bé nó cao cỡ nhiêu đây nè, mà tóc nó dài tới lưng luôn á. Chú thấy không chú? Tôi không thấy. Thôi mình về đi nha. Qua này chạy được mấy cú. Làm ơn cho tôi vô. Thôi mình về chị à. Đến đây cả buổi rồi. Tôi nghĩ cô Sen không có đến đây đâu. Sớm muộn gì thì công an cũng tìm ra. Để tôi đưa chị về. Thôi yên tâm lên xe đi. Rồi không sao đâu, mình đi nghe. Công nhận nha, nhỏ này nó nấu ăn ngon dễ sợ luôn á. Vợ của con mà. Tao khen nó chứ khen mày đâu mà mình nở lỗ mũi. Con Lan á, nó nấu đồ ăn vừa ý tôi lắm. Vậy hả? Với lại á, nó cũng khéo tài lắm. Tôi tính đám giỗ ba nó kỳ này á, tôi giao hết cho vợ chồng nó. Chưa cưới mà vợ chồng nghe ớn. Khỏi cần cưới, vậy được rồi. Nói bậy à. Làm cái gì á thì cũng phải có bữa tiệc. Để má còn có dịp khoe với bà con chứ. Ngồi xuống ăn cơm đi con. Dạ. Vô nhanh. Mày đã chuẩn bị tiền đủ chưa? Đủ. Mày đưa máy, tao muốn đạp xe. Đừng có nôn nóng. Trước sau gì mày cũng sẽ gặp. Khi nào? Đừng nóng. Tao sẽ cho mày biết địa điểm, ít nhất là trước 30 phút. Mày nên nhớ một điều, tất cả mọi hành động của mày tao đều biết hết. Nếu mà công an biết chuyện này, tao không đảm bảo tính mạng của con Sen đâu. Được, tao chấp nhận. Mày có muốn nhắn Tầm Gửi gì không? Có. Nếu mày có gặp Tầm Gửi thì mày nói với cô ấy Chuyện của tao và cô ấy chưa kết thúc đâu. Còn mới nói chuyện với thằng Sậy phải không? Dạ. Anh Sậy ơi, anh Sậy, chẳng lẽ cứ trốn chui trốn nhủi trong cái khách sạn này hoài sao? Anh Sậy, anh Sậy. Ba má mình đâu rồi trời. Alo, chị ba hả? Alo, cô Sương hả? Ừ, tôi nè. Sao nhà tôi gọi hoài không được vậy? Ba má tôi đâu? Trời ơi, ông bà chủ bị bắt hết rồi. Nhà cửa bị niêm phong. Cô đang ở đâu vậy? Trời ơi, tôi đang trong khách sạn. Cô đưa điện thoại cho tôi. Cô Sương, cô Sương. Ba má tôi bị bắt hết rồi, nhà thì bị niêm phong. Tôi muốn gặp anh Vũ, anh đưa điện thoại cho tôi đi. Bây giờ thằng Vũ cũng không giải quyết được chuyện gì đâu. Tôi không cần biết, tôi muốn gặp anh tôi. Buông ra. Đi đâu đó, đi đâu đó. Mày muốn chết hả? Tôi mới về nhà. Anh làm gì vậy? Mày giết tao là mày giết luôn con của mày đó. Alo, anh Vũ hả? Go. Bà đừng đi. Để tôi đi. Tôi sẽ báo chuyện này cho chú Tùng, chủ tịch xã biết. Đi với tôi qua nhà chị Thu. Phải báo chuyện này cho thằng Lực biết mới được. Nhanh chị ba. Ông Nhân, làm gì mà chạy như ma rượt vậy? Tôi lên xã có chuyện gấp. Chạy bộ biết chừng nào mới tới. Quá gian không, tôi cũng lên xã nè. Sao giờ này mới nói? 30.000 đô la tiền mặt. Tao chỉ có 10.000 đô và hơn 200 triệu tiền Việt. Mày cũng muốn hơn cũng không có đâu. Đừng có giỡn mày. Bạn bè phải uy tín. Tao đã nói với mày là đúng 30.000 đô. Giờ mày nói mày chỉ có 10.000 và dây đồng tiền Việt. Kiểu này tao không đảm bảo an toàn cho con sen đâu. Chừng nào tao mới gặp được Sen? Chừng nào mày có đủ 30.000 mày sẽ được gặp Sen. Được, mày cho tao thêm thời gian đi, để tao còn vay mượn. 30.000 luôn đâu có là bao nhiêu so với một bóng chuột có mấy bẹt hả? Mày đừng có dông dài, chừng nào mày nói đi. Tao cho mày 1 tiếng, tao sẽ tự gọi lại cho mày. Lực à, đừng mặc cả tự do của con Sen với những hạng người khốn nạn như thằng Sậy. Con không có đủ tiền mà. Nó đòi bao nhiêu? 30.000 đô tiền mặt. Ai bài ra cái chuyện đố giác này vậy? Nó nói là thằng Vũ, nhưng con biết chắc là nó chứ không ai khác. Số tiền đó không phải nhỏ, nhưng má có thể cho con được. Má, con cảm ơn má nhiều lắm, nhưng má còn phải lo nhiều thứ. Còn phải lo đám cưới cho hai đờn nữa. Con còn mấy cái đìa cá, 2 tháng nữa là thu hoạch, cũng được hơn 5 tỷ rồi, con lo cái gì? Má không muốn những chuyện quan trọng như vậy mà con không bàn bạc với má. Con đừng có làm má sợ. Con có coi má là má của con hay không? Má, con xin lỗi má. Tại con thương và lo cho Sen quá, cộng thêm cái lời hăm dọa của thằng Sậy, cho nên con không muốn cho mọi người biết thôi. Thằng Sậy nó là một đứa quỷ quyệt, nhưng mà nó sẽ không thoát khỏi lưới trời. Mọi người bình tĩnh. Nếu 1 tiếng nữa nó gọi lại, con hãy nói với nó đã chuẩn bị tiền đầy đủ, đúng theo yêu cầu của nó. Điều quan trọng là chúng ta phải biết địa điểm giao và nhận tiền. Alo, tôi đã có thông tin về thằng Sậy. Các anh chuẩn bị tác chiến. Mọi người cứ bình tĩnh. Nghe hung tin đơn nhị cá đà thó không. Hồng Đào Sơn em quay ngựa trở về đây. Kia giữa pháp trường các bụi mù bay, quân đao phủ sắp ra tay hành quyết. Quang hãy để anh càng phân, đừng giết quen một trang hào kiệt. Nghe lời anh đình thủ bớ la thành. Thôi rồi lưới gươm thiên đã dứt mạng anh hùng. Đơn nhị ca ơi còn đâu nữa, một thời ngang dọc quyết dậy dùng cho rõ mặt núi sông. Nhớ năm xưa thề câu chị ngã em nâng, dẫu tử sanh vẫn vẹn nghĩa kim bằng. Thế mà hôm nay ưu hiển đôi phan, giữa pháp trường đành chia tay vĩnh viễn. Giờ này mà còn thân huynh khóc bạn hả? Thủ cấp đã rơi trên thảm cỏ xanh, nhưng đôi mi còn mắt mái. Phải chăng quá đường dương hay hận kẻ dòng hề? Nghe hung tin em vội vã quay về, trễ phút giây anh đã ra ra người thiên cổ. Lòng dạ nào em chẳng tái tê, La Thành ơi em tệ bạc làm chi, nở dung gươm sát hại người bạn cũ. dẫu không thương cũng đừng thành nên hạ thù, giết kẻ thù chơi giết ta cũng đành vì sao. Lực à, sậy mưu mô và xảo quyệt thiệt, nhưng mà vẫn có điểm yếu của nó. Lực biết, nhưng Lực không muốn Tâm Gửi dính vào. Nhưng điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để cứu được Sen mà. Thằng sậy, thằng này nó mất nhân tính rồi. Dì Súng ơi, cô Sương vừa mới gọi cho tôi. Cô nói gì? Cô khóc và nói cần giúp đỡ. Alo, anh Vũ hả? Một tiếng nữa tôi sẽ tới ngã ba sông. Ghe của tôi nhỏ, nhưng tôi có thể chở anh và Sen qua Campuchia. Alo, tao Sậy đây. Mày chuẩn bị đủ tiền chưa? Đủ. 30.000 đô tiền mặt. Đủ. Nửa tiếng nữa tao sẽ tới ngã ba sông. Ngã ba sông nào? Sao mày mau quên quá vậy? Chỗ ngày xưa tao với mày và Tầm Gửi và Sen. Tầm Gửi treo xuống cái chết hụt đó. Tao nhớ rồi. Mày mang tiền tới một mình mày thôi. Tao sẽ giao con Sen lại cho mày. Tao nhắc cho mày nhớ, nếu đằng sau mày có đuôi á thì tao sẽ thử người trước. Đó là con Sen. Mày hiểu chứ? Mày yên tâm, tao biết mày có súng mà. Hẹn gặp lại. Tầm Gửi, điện cho chú Tùng gấp. Không có nhân nhị gì hết. Tầm Gửi biết rõ chỗ đó, hướng dẫn cho chú ấy. Ở nhà nguy hiểm lắm. Con đi gì má? Cẩn thận nghe con. Dạ. Nhanh đi em. Đó kìa. Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Đừng có hỏi nữa mà. Qua Campuchia. Thôi đi lẹ đi. Khoan đã, chờ lấy tiền. Tiền gì? Tiền của ai nữa? Của thằng Lực. Mày tính giở trò gì nữa vậy Sậy? Đừng nóng. Qua Nam Giang mà không có tiền thì lấy gì làm vốn mà mần ăn. Sen. Anh Lực. Anh Lực. Sen, anh tới đón em. Cái gì? Khốn nạn, vợ tao mày cũng dám đón hả? Mày để Sen xuống xuồng với tao. Tao quăng ba lô tiền qua cho mày. Được. Con Sen xuống xuồng của mày. Mày quăng ba lô tiền qua ghe tao. Dượng. Dượng ơi. Dượng ơi Dượng. Sen. Mày ơi. Dượng Sen ơi. Tập Gửi ơi. Chú Nhông. Dượng ơi. Chú Nhông sao vậy nè? Chú Nhông. Rốt cuộc rồi, ở trên ngã ba sông này chỉ còn lại bốn chúng ta. Nếu có một người thân của mình ra đi trong lúc con sông bắt đầu con nước lớn thì những điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với những người còn lại. Lại dừng lại, tôi nói anh có nghe không? Dừng lại cậu Sậy, dừng lại cậu, dừng lại, dừng lại, dừng lại đi Sậy, dừng lại đi Sậy. Đi lên Sậy, dừng lại. Dừng lại đi Sậy, dừng lại Sậy. Chú ơi, dừng lại, tụi nó có nghe không? Cầm cự, trời ơi, cầm cự, đi lên, cầm cự, xách vô, đi lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, quá kìa. Chị Thu, chị hay tin gì chưa? Ngày mai ông Tùng ổng đi rồi. Tôi biết mà. Cảm ơn em. Còn thằng Vũ nữa, nghe nói đâu là nó qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà trước sau gì nó cũng phải đi tù, tội nó nặng quá mà. Còn thằng Sậy, nó mà không chết á cũng đi tù mọt gông như chơi, nhưng mà trời xử nó rồi chị ơi. Chú Tùng, chào tất cả bà con. Đi mạnh giỏi nha chú Tùng. Chú Tùng đi mạnh giỏi. Trời, bà con này nhớ chú Tùng lắm á. Chú ơi, qua tới bển chú điện về cho bà con mình biết nha. Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tôi đi nha chị. Chú đi. Chào chị. Đi mạnh giỏi nha. Chào. Chú đi. Chào chị. Chú đi. Giá như anh ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa thì vui biết mấy. Mạnh giỏi nghe chú Tùng. Bà con mình cố gắng làm. Hãy cầm lấy. Trái gió trở trời có mà sức. Không biết tới khi nào mới gặp lại. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Ông đi rồi mấy đứa nhỏ thôi, buồn gì lắm. Khi nào có dịp thì chú Tùng quay về thăm bà con mà chứ gì. Tôi cũng mong ngày nào đó chú Tùng sẽ trở lại thôi. Thôi cái bà chào anh giữ gìn sức khỏe ha. Khóc luôn nữa. Các con ngoan nha, cố gắng học thật giỏi nha chú. Mấy đứa nhỏ nó quý chú lắm đó. Tôi cũng quý chú. Con cảm ơn chú. Con chị. Tất cả mọi thứ rồi sẽ qua thôi. Anh đi mạnh khỏe. Cảm ơn chú nhiều lắm. Chú đi mạnh khỏe. Anh đi mạnh khỏe. Chú Tùng, con ở lại ngoan nha. Chú đi con nhớ tía con không? Thật ngoan nha. Ngoan với tía nha. Được rồi. Tình của chú vậy nên bởi vì ở đây bà con quen. Chú Tùng hiền lành. Đúng rồi. Chào chú. Chú Tùng đi nha. Con đi. Thẩm biệt. Chào chú Tùng. Chào bác. Chào chú. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Con đi nha. Con đi. Giữ sức khỏe nha chú. Chào chú Tùng. Chữa thơm tụi tôi nha. Chú Tùng ơi. Đi cứu Tùng nha. Con kêu chú Tùng lắm ơi. Con nhớ chú đó. Chú Tùng, chú Tùng, chú Tùng, chú Tùng, chú đi hả? À, chú đi. Con xin lỗi, con không tiện cứu được. Bữa nay mấy cái nhà nó bị bệnh, con phải chăm sóc cho nó. Thôi, không có chuyện gì đâu. Thời gian, công việc sẽ giúp cho con quên đi tất cả. Cho chú gửi lời cảm ơn má Thu của con nha. Thôi chú đi, cố gắng nha con. Chú đi khỏe. Tìm đẹp trêu yêu thương hoài, cánh đời đơn côi. Cớ sao kiếp nghèo đeo đặng bám chặt đời tôi. Ngồi nhìn dòng sông, nước lớn nước rộng tuy đục mà trông. Lúa đang lên đồng, lúa ngầm phù sa lúa có